thẩm phán học đường số thứ nhất. Bắt đầu. Xem bài phốt mới của Candy chưa? Xem bài phốt số 28 chưa? Tôi móc họng mày không? Ê! Đó cái câu làm gì vậy? Candy mà đã lên tiếng thì chỉ có đúng. Đặt chiếc bát so lại đó. Về lại cho cũ nhanh lên. Tại tụi em không chịu được mùi của tụi nó đó thầy. Mùi gì? Mùi BD á thầy. Cái máu bạo lực nó ăn sâu trong người tụi mày. Chi xăm hả? Rồi thêm toilet LGBT kia nữa. Coi chừng răng miệng quấn theo chiều gió đấy. Bỏ tao ra! Chép bài cho tao. Hai mày muốn cản tao? Mày không thích sống yên ổn hả bác? Mày không phải chọc yên tao lên đấy à? Kể từ bây giờ, nó sẽ trở thành đối tượng bạo lực học đường của tao. Ai mà giúp nó, tao đập chết mẹ. Mày không có gì phải sợ. Nhân chứng đầy ra đấy, mọi người sẽ giúp mày lấy lại công bằng cơ mà. Có rất nhiều người yêu quý mày đó. Đừng buồn, cũng đừng suy nghĩ gì nhiều nữa nha. Tự tin lên, mày không làm gì sai hết. Tao sẽ luôn sát cánh bên mày.